Đi chơi không em? Hôm nay lại đi chơi nữa nhé. Đi chơi nhớ biết đằng về nhớ chưa? Nhớ biết đằng về đấy, ở đây chơi với này anh Khiếu nhá. Rồi đi đi. Rồi. Đi ra đây. Đi chưa nhớ biết đằng về nhá. Nhớ chưa? Đi đi. Anh Khiếu ở nhà không được chồng em nhớ chưa? Em nó đi chơi xa xa nhớ gọi em nó về nhớ chưa? Nhớ nhá. Ở nhà ngoan. Em khuyên mà có đi chơi đâu xa bảo em nó về đói biết đằng về nữa chưa? Thì anh mới thương. Đấy, gãi ngứa cho rồi nhớ nhá. Thế Khiếu có đi chơi không? Có đi chơi không? Cùng cho vui không? Thôi một đứa ở nhà nhá, trong nhà. Ở đây. Rồi, đi rồi, thế là coi như là vui vẻ rồi nhá. Ở nhà nhá, không được đi đâu xa đâu đấy. Đứa nào mà có rủ đi chơi xa ấy, thì bảo anh Long ta vụt chết đấy chứ. Nhớ đấy, không nghe lời thằng nào mà nó hón hón mà đi theo anh, nhà anh có đài sập sình mà đi về mà trưa mà anh không gặp giờ hồn đấy. Năm, sáu. Được rất nhiều quả su su luôn các bạn. Thế nhưng mà có khả năng là không có được. Bởi vì là bọn ong ấy, đợt này ấy, nó hoành hành ghê gớm quá. Khu vườn nhỏ của mình nhưng mà niềm vui thì nó lại là to to. Hôm nay nước sông lên, thuyền bè lối đuôi nhau chạy các bạn này. Thuyền bè lối đuôi nhau chạy. Bởi vì là mỗi một lần con nước lên ấy là không, họ không bị mắc cạn nữa. Cho nên là họ có ngày có giờ để họ đi đấy. Ở đâu âu đấy. Cho nên là người ở sông nước người ta nắm được cái lịch con nước lên lúc nào và xuống lúc nào để người ta di chuyển mà. Thì đó cũng là một cái kinh nghiệm mà của người ở dưới sông nước. Ở đầu video cho Long Đen gửi lời chào và chúc sức khỏe tới tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với Long Đen nhé. Long Đen luôn chúc các bạn là vui vẻ và thành công trong cuộc sống. Một vài cái công tác nho nhỏ thì mình cũng đã vệ sinh xong được cái chiếc bể cá của mình rồi. Thế nhưng mà bực ghê ấy, hai cái con nene này. Mình làm cho nó một cái chỗ cây để nó lấy cái chỗ trú để nó sinh sản. À, có ngờ đâu chúng nó rằng chúng nó xé, chúng nó phá hoại hết của mình như này. Giỏi nhá. Mày hoại hết cái công sức của anh rồi đấy. À, cái bể trà này ấy, thì là mình theo dõi là đàn cá trê của mình. Nói đàn thì hơi quá nhưng ba con cá trê của mình rất chi là to rồi, nó bằng cái cổ tay này rồi. Thì nhưng hôm nay định quay cho các bạn xem nhưng mà nước nó không có trong. Thế nên nhìn thấy cái bể nó hơi bẩn bẩn một chút xíu thì mình lại một vài cái động tác nho nhỏ thì vệ sinh cái bể. Thế nhưng một cái niềm vui lớn nhất ở một cái video ngày hôm nay mình cho các bạn xem một cái điều kỳ diệu là đó là như ở cái tiêu đề thì mình thấy có một điều hay ho lắm. Mời các bạn cùng theo dõi với Long Đen nhé. Video ngày hôm nay thì cũng có rất nhiều cái khoảnh khắc, rất nhiều cái câu chuyện hay mà mình muốn truyền cảm và muốn chia sẻ cùng với các bạn để các bạn có thể hiểu hơn về anh em mình này và hiểu hơn về cái cuộc sống của mình này. Rồi bây giờ thì mời các bạn theo dõi với mình. Điều nãy Lâm đấy à? Lâm đấy còn múa cánh à? Múa cánh mòn hết cái chỗ cát kia rồi. Đừng có nói là đẻ nhá. Đẻ giờ là không có phôi đâu, chỉ có mà đánh chén thôi, hiểu chưa? Đấy thi thoảng nó làm bắt đầu cái cánh của nó cứ vẫy 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 ra các bạn. Kiểu nó kiểu như kiểu tư thế như là bơi ấy. Thế nhưng không phải đấy gọi thì khi làm nó múa cánh ấy. Cũng gần đẻ nơi rồi mà. À, chắc căng thì độ tháng đến tháng rưỡi nữa là đẻ thôi. Bởi vì là nó cũng giống như gà mà, nó gen của nó cũng giống như gà, không có cồ thì nó vẫn cứ đẻ thôi. Điều đã bao nào trong tư thế là chuẩn bị hóng hớt đấy. Dê ơi. Dê lại lần mò vào trong đấy làm gì đấy? Hả dê? Dê ơi.
Khinh nhau thế. Đấy, các bạn nhìn này. Đây đây cho các bạn xem này. Ai à, dạ, ngỗng này. Ngỗng. Ai mướn vào đấy ấp chụp cùng với Ngàn đấy mà vào đấy làm gì? Hả? Thảo nào hôm nay mình đi ra vườn không thấy ngỗng của gia đình nhà mình nó kêu. Mọi ngày á mà ra nó kêu oạc oạc. Thế mà hôm nay thấy im lìm. Thấy cũng có điều gì đó là lạ, mới đầu mình nhìn quanh quanh tưởng là ồ hay là mất. Mà ngỗng thì làm gì có chuyện mất được. Thế là mình nhìn nghe vào tổ Ngan. À, hóa ra là bạn ý là ấp hộ Ngan đấy. Giỏi thật, bọn này được cái đoàn kết tốt đấy nhỉ. Phải buộc cẩn thận đây này các bạn này. Không là chị Dê là chị đấy ghê lắm, ma cô lắm. Chị đã lần mò đủ kiểu luôn. Thôi, của mình ăn rồi hết rồi thì thôi này. Mình to cao hơn nó, mình ăn nhiều hơn nó thì mình giờ phải nhường phần của nó. Cứ đều đòi vào đây đòi ăn chanh của chúng nó thì chúng nó lấy cái gì để chúng nó ăn. Bây giờ mình vào trong này ấy, để kiểm tra xem là trong cái thời gian vừa rồi thì mình cũng lâu không quay về cái tổ Ngan cho các bạn xem ấy. Bảo phải nghe nhá. Thì hôm nay vào để xem là nó được bao nhiêu trứng. Các bạn thì con ngỗng này im không? Ngoan ấy, tỏ vẻ có người ta biết lỗi rồi đấy. Rồi. Sao? Mọi ngày thấy mọi ngày kêu inh ỏi lắm mà hôm nay thế nào? Lành hiền thế. Run thế. Hả? Hả ngỗng à? Run thế. Cho tớ xem cái nhá. Cái tổ Ngan này của gia đình nhà mình ấy thì là nó cũng ấp được mình nhớ không nhầm thì chắc phải rơi tầm 6 đến 7 ngày rồi các bạn. Mà một cái tổ Ngan này nó được nhiều trứng không các bạn này? 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 quả luôn. Ghê không? Một tổ này 20 quả. Còn thì sang bên cái tổ này xem nào. Ngỗng ơi, ngỗng đi ra đi. Không phải của ngỗng đâu nha. Ủa này đây này, không biết là cách ấp nó hết cả trứng ra rồi đây này. Chân nó còn dẫm lên đây này. Dẫm lên trứng thế này còn gì là trứng nữa à? À, không biết đằng ấp này cũng lại đòi vào ấp. Nào. Mặt thì xinh gái thế này, thôi đi ra đi để anh xem. Không biết đằng ấp là sao vỡ hết trứng của nó nhá. Đi ra. Bên này là xem nào. 2 này. 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, 12 này. Con Ngan này thì đây một quả nữa là 13 này các bạn này. Ngỗng ơi, ngỗng không biết cách ấp đâu. Trứng lạnh lắm. Không ấm bằng bên này được. Đi, mình không biết đằng ấp thì mình đi ra chơi. Ai lại làm ăn thế? Dỗi chứ. Đi, đi ra ngoài. Đi ra ngoài để cho Ngan nó ấp chứ này. Đấy, làm con Ngan, bụng con Ngan ở dưới còn chẳng có quả trứng nào luôn này. Đây. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Hóa ra hắn làm vào để hắn giữ cái quả trứng của hắn. Yeah. Đọc một quả trứng mà xí phần quá cơ. Bên này thì chắc nó cũng rơi vào tầm 18. Cũng tầm 18 quả đấy các bạn ạ. Đây ở phía này còn mấy quả nữa đây này. Đấy nhá, lạnh hết trứng rồi. Nhưng mà công nhận làm nhìn vào cái tổ Ngan các bạn nhỉ. Nhìn công trận thích mắt luôn. Mà trứng Ngan nó cũng không kém gì trứng ngỗng luôn đấy các bạn nhé. Cũng hai quả trứng ngỗng là hai quả trứng Ngan là được bằng một quả trứng ngỗng. Thế nhưng mà không biết là chúng nó ấp như này thì có ổn hay không. Cái tổ này nó vừa banh bãi ra là do con ngỗng, còn thì con Ngan này chắc là mình cố tình mình đuổi nó ra thì tranh thủ nó ra thì nó lại ngồi ăn các bạn nhỉ. Nó ăn một chút xíu à. Các cụ bảo là đói như Ngan ấp, cái giống Ngan ấp này này, nó ấp lì ghê gớm lắm. Thế cho nên là không có sợ đâu. Để mình đuổi cái con ngỗng nó ra, ai đời này vào đây ấp tranh nhau thế. Thực sự là cái khu vườn của nhà Long chưa bao giờ nó là ổn các bạn ạ. Đi ra đằng này, đi ra đằng này. Đi vào đây sau lại ấp vớ ấp vẩn như này. Để cho con Ngan nó ấp đi. Đấy con Ngan nó bắt đầu nó quay về tổ đấy các bạn này. Đấy. Y như vịt ướt nương luôn. Vặt hết lông bụng ra. Sau bắt đầu là nó làm tổ. Chị Dê này chủ yếu là hóng hớt vào đây để ăn tranh phần thôi. Này, anh cho đây, ăn tạm đi. Con nó ăn uổng gì nữa mà kêu? Hả? Có ăn uổng gì không mà kêu? Đây, ra đây giả trứng đây. Còn oan uổng nữa cơ. Rát hết tai vì nó đấy các bạn ạ. Đây, trong này còn một ổ trứng nữa. Mà cũng chẳng biết là cái con nào nó đẻ luôn ấy. Trứng to to này thì chắc là nghi là lại là con gà đen rồi các bạn. Lại là con gà đen nó. Con gà hơ mông của nhà mình nó đẻ. Đấy là nghi là con gà hơ mông. Kìa, kìa nó kìa. Giờ này nó vẫn chưa vào đẻ kìa. Đó. Còn con ngỗng nó đang kêu oan uổng quá. Lấy trứng của nó.
mỗi một lần vào trong này là một lần ngao ngán với cái con chí của mình luôn. Rồi mày nhìn gì đấy, trứng của mày đấy, trứng của mày đấy, có dữ không, hôm nay có dữ không? Cứ tưởng là đẻ xong được cái quả trứng là thôi, không đẻ nữa cơ. Vì nó đẻ bói, cái giống không phải là đẻ bói mà đẻ bói đầu vụ ấy, thì là nó sẽ chậm đẻ hơn. Thế nhưng mà đúng là nó cũng chậm mất 2-3 ngày đấy các bạn ạ. Nhưng mà lần này vào may sao là nó không còn hung dữ như của đợt vừa rồi nữa, thì lại nhận thêm được một quả trứng nữa các bạn. Đấy, lại đẻ thêm được một quả trứng nữa này. Đây chắc là đẻ được khoảng độ tầm 1-2 tiếng đồng hồ thôi, không có xa đâu. Đấy, thế nhưng mà đã có một cái tín hiệu vui rồi. Hai vợ chồng mình bảo là nếu như mà nó đẻ được một quả như vậy mà hôm sau mà nó đẻ luôn ấy, tức là cách nhật ấy, hôm sau mà nó đẻ luôn nữa thì là con mái này rất chi là khỏe. Thế nhưng mà nó rơi vào tầm 3 đến 4 hôm giờ nó mới bắt đầu lại đẻ nữa tiếp đấy các bạn này. Như vậy là cũng có một cái tín hiệu vui rồi. Nhưng mà hôm nay là không biết trời xui đất khiến thế nào, bạn ý cực kỳ lành luôn. Chắc là hôm nay là mải ôm vợ rồi, không có để ý gì tới mình nữa. Thế là đã được 2 quả rồi các bạn ạ. Rồi, thì cứ ở đây lại tiếp tục sinh sản nhá. Năm nay cố lấy 30-40 quả vào. À. Thuyền ở ngoài sông kia cứ dập dìu chạy luôn các bạn ạ. Nhiều các bạn cũng hỏi thăm trà màu bạch của mình sinh sản chưa. Nói chung là nó cũng chưa sinh sản đâu. Thế thành ra mình cũng chẳng quay được cho các bạn ấy. Thế nhưng mà thôi, con gà, con ngan, con vịt có trứng hay là con gì thì vậy thôi, cứ đẻ là mình vui mà. Biết là cái giá trị của con trà màu nó cũng cao, thế nhưng mà nó mình cũng cảm giác là mình chưa có duyên nên thôi cứ từ từ đã. Dần dần thôi, ai cũng vậy, vận may dần dần nó cũng sẽ tới nha. Mấy con chí này đẻ cũng khá vui mà. Nào đi ra đây em ơi, ra đây đi chơi nào. Ngoan. Một nấm gà luôn ở trong này luôn các bạn này. Đại bàng mang ra để cho thanh niên hiệp. Tay đã nhọ he nhọ hình rồi. Mình vừa mới kiểu như là vẽ mực lên cái quả trứng ấy. Đây chính là cái chú gà Bắc Tít mà mình dành tặng cho con trai mình. Hôm nay cho nó vào thăm mẹ là cái đó các bạn này. Đây mẹ của nó đây này. Wow. Tích, có nhận ra con được không? Khéo lại mổ con nhá. Đẻ thêm được quả trứng rồi kìa các bạn kìa. Đẻ thêm được quả trứng rồi. Đấy, có nhận ra con không? Con mẹ nó thì hơi bị đẹp luôn các bạn nhá. Con mẹ nó hơi bị đẹp luôn đấy. Hai mẹ con gặp nhau tình cảm tí nhỉ. Tích. Con mẹ quay đuôi đây. Nào đứng lên đây với mẹ nào. Đứng lên đây với mẹ. Hôm nay á thì là mình cũng quyết định là mình tách riêng nó ra, kiểu như là khi mà nuôi riêng nó ra thì nó dễ thuần hơn. Nuôi ở đàn thì bao giờ nó khó thuần hơn. Thì nhiều khi nó thuần hơn thì mình cũng có thể là mình dễ gửi tới cho các bạn những cái hình ảnh nó được đẹp hơn ấy. Đây các bạn này, các bạn nhìn này, con mẹ là đây này, ấy đuôi đẹp không? Rồi đi ra đây về nhà mới. Nào lên đây, lên đây. Đấy, dần dần sẽ quen lên tay quen nhá. Làm gì đây? Chơi mấy bơ à? Đây đại bàng đây, đại bàng của chú Quế đây. Đại bàng con của chú Quế đây. Nhưng có giống đại bàng của chú Quế không? Đấy đây nhá. Bố hôm nay bố mang ra thì bố mang ra trên chiếc cây lồng này thì con chịu khó con chăm sóc cho nó ăn nhé. Cái giống gà trống này này Bắc Tít này các bạn này, khi mà mình nuôi riêng nó ra thì mình căn chỉnh được thức ăn cho nó để mình giữ trạng cho nó và chăm sóc bộ lông cho nó được đẹp hơn ấy, thì đó cũng là một cái lý do. Này con cầm con thả vào chiếc chuồng kia kia, bố đã chuẩn bị sẵn chiếc chuồng kia rồi, để con mang thả vào xem nào. Ấy đáng yêu chưa, xịn xò chưa. Thế hả, lên gạ chú Quế, bảo là chú Quế có đổi đại bàng với bố con không? Con đấy. Con này hình như là con này giống con chú Nhân. Con chú Nhân nó cũng có một cái phông trắng thế này. À. Lớn lên nó cũng có một cái phông trắng. Tức là một mình gọi là mơ. Sao nó xuống. Mơ cổ. Thế chiều lên bảo chú Quế bảo, chú Quế ơi bố con bảo là chú có đổi đại bàng với bố con không? Nhưng mà đừng để ở gần mồm nó nhá. Để ở gần mồm nó là con đại bàng nó làm cho một tập này xong phim đấy. Nhớ chưa? Rồi. Cái đi. Xem nào, công tác cái nào. Đấy, cho đứng lên cầu thế. Rồi, lúc nào chiều đến hoặc là lúc sáng đến hoặc đi học về lại thò tay vào như này này. Này, đi học về kéo nhớ rồi. Anh chào em, nhớ chưa? Phải vô đợi, đóng nó lại. Ở trong này nhé, từ giờ đi ra ở riêng nhé. Xong xuôi hết cái công việc rồi. Giờ đến lượt em khuyên của mình. Có về không hả em ơi? Tối rồi. Đi, về đi. Đây là anh mang cá ăn đến ở đây này. Vẫn cứ nhẩn nhơ mãi đi chơi lắm.
Bơ ở dưới chắc là tưởng anh Long cho ăn cái gì đã hóng hết ở dưới, tai lắm. Em ơi, sống rồi chứ. Sống rồi à? Đấy, đi vào chuồng. Đi vào chuồng hay là thả ở ngoài hả Hiếp ơi? Thả ở ngoài cho con chơi nhá. Vâng. À. Nhưng mà con sợ con chó lắm. Con sợ chó không, chó nhà mình nó lành lắm. Không có sợ đâu. Để bố lại cho vào chuồng cho chứ. Ừ, thì để bố cho vào chuồng cho. Nhất này đấy con ạ. Bố ngày xưa mà được cái tuổi thơ mà được cái những con vật như này con mà bố sướng lắm ấy. Đây bây giờ thì mình lừa cái con Ti nó về. Ti ơi. Ti. Ti. Về nhá. Về nhá, về nhá. À khi mà mình cho cái con khuyên này của mình vào ấy thì mình cũng xin kể với các bạn là tại sao cái tiêu đề của mình hôm nay nó có một cái phần gì đó mà các bạn sẽ cảm giác là bị lừa dối, nhưng mà không phải bị lừa dối đâu. Mình cũng muốn trao đổi cái kiểu như là cái tình cảm của mình, cái câu chuyện của mình gửi tới cho các bạn để các bạn hiểu thêm về anh em mình hơn thôi. Như ở đoạn đầu mình cũng có nói ấy, là từ Parker của mình cho tới TikTok của mình cũng nhiều các bạn cũng hỏi thăm là anh ơi, con chim của anh Quế thì tình hình ra sao, có ai nhận chưa, hay là kiểu như người ta bàn luận nhiều về cái vấn đề cái con chim đại bàng đấy. Thì mình thì cũng là không phải là người trong cuộc, thế nhưng mà anh em thì cũng hay kiểu như cùng ngồi với nhau ấy, thì cũng được nghe nhau kể chuyện những câu chuyện về cái con đại bàng đó. Thì từ TikTok trở đi ấy, thì mình cũng có nai thì nhiều người cũng bảo là anh Long ơi, anh bảo anh Quế là con đại bàng đấy là của em. Anh bảo anh Quế là cho em xin. Thế mình bảo là thế bạn có hình ảnh và video không? Thì bảo em có. Thế thì mình bảo là nếu mà bạn có thì bạn đi về quê mình rồi thì sang nhà Quế, chứ còn thì cũng không phải chim của mình, thì mình chỉ biết là nhắn nhủ cho bạn thôi. Còn thì có duyên hay không, hay là phải của bạn hay không, thì của các bạn hay không thì các bạn cứ đến. Thì có một bạn bảo mình thế này. Bạn đây ở trên Bắc Giang ấy, bạn bảo là em bảo anh Quế là con chim đấy là của em, thế nhưng mà anh Quế không có tin. Rồi em bảo anh Quế gửi lên cho em thì anh Quế không có gửi. Thực ra thì thôi thì sống ở trong cái cuộc sống này ấy, thì cũng có người lọ người kia các bạn ạ. Mình có thể là thông cảm cho những người kiểu như mình gọi là cái lòng tham. Và cũng có người người ta mất thật, cũng có người người ta mất dối. Thế nhưng mà đó cũng là một cái thế mới xây dựng nên gọi là cộng đồng và một cái xã hội của con người với nhau. Thì qua cái câu chuyện như vậy thì cũng để trả lời cũng rất nhiều cái câu hỏi của các bạn, kiểu như là Quế thì không có thời gian trả lời thì lại hỏi sang Long. Thì tiện cái video này Long chia sẻ với mọi người, thì con chim đó thì có chủ hay là nó là chim di cư, thì bây giờ thì cũng phải phụ thuộc vào làm cái chính xác, nhận diện chính xác là nếu như của ai thì người ta sẽ có cái hình ảnh này. Rồi ví dụ như con chim này, con chim khuyên này của mình ấy, bây giờ nếu mà không ai may mà ai mà có bắt được chẳng hạn, mình dám khẳng định rằng là mình sẽ nhận được nó luôn. Bởi vì nó có một cái điểm ấn tượng nhất. Hoặc là khi mà các bạn nuôi một con gà vậy thôi, thì các bạn sẽ có một cái ấn tượng về một cái điểm gì của nó để có thể là nhận dạng nó. Nào về đây, đi cửa này đây mà. Đây cửa đây này. Đó, cửa đây này. Ờ, hôm nay không biết cửa em. Đây, cửa đây. Cửa đây. Hắn ta chưa biết cái cửa của nó đâu. Nào, đi vào hướng này. cứ mổ về bên quả chuối. Nó còn con trẻ ở dưới vẫn đang chờ chế độ đây này. Thôi được rồi, cứ để cho nó cái cửa ở đây. Như vậy như là nó biết đường vào mà. Một chút xíu nữa là nó biết đường vào thôi. Con chim này của mình nó cũng vào quen rồi. Để mình cho con trẻ này nó ăn một tí. Trẻ ơi. Lại tiện cho trẻ ăn thì có khi lại cho cái con gà này một chút sô quy các bạn. Cho nó ăn thì cho nó ăn quen sô quy, dần dần sau mình có muốn thuần nó cũng dễ cực kỳ luôn. Đây ví dụ như con gà này. Có thể các bạn không tin đâu, nếu như bây giờ á mà mình ai mà nhận được của mình ấy thì mình sẽ nhận được ngay ra con gà này là con gà của mình dám khẳng định luôn. Bởi vì là con gì khi mà chúng ta nuôi thế mình thích lên ấy thì là bao giờ mình có một cái ấn tượng về nó và mình có một cái đặc điểm về nó. Con trời này vậy thôi. Nếu như mà không có cái khuyên, không có, mình không nói cái khuyên kia, thế nhưng mình biết là một cái móng của nó hoặc là một cái mỏ của nó có một cái hiện tượng gì, nó như thế nào. Hai anh em sinh đôi hoặc sinh ba mà người ta còn nhận được ra thì húng chi nó là con chim, đúng không các bạn? Ai vậy thôi. Khi mà con chim mà nó có giá trị kinh tế nó cao quá mà ai cũng đến nhận thì bây giờ biết con chim đấy của ai. Đồng tiền nó mất thì nhiều khi người ta phải nhớ được cái series, đúng không? Series đồng tiền. Nếu không nhớ được series đồng tiền thì ít nhất phải như là rơi ở đoạn nào, phải kể ra là rơi ở đoạn nào thì đó mới là cái trung thực nhất, đúng không? Thì đó là cái xã hội vừa nãy mình nói rồi.
Thì qua đây thì qua một cái video của Long Đen này thì mình cũng xin gọi là kể sơ sơ qua về những cái gì mà mình biết, mình hiểu. Còn thì nếu là của ai thực sự thì tốt hơn hết, thì nếu là thật sự là của mình thì mình đến đón nhận, còn nếu không phải của mình thì tốt nhất là thôi, cứ đó coi như là cái duyên của Quế là chăm sóc nó đi các bạn, công nhận đó nha. Còn thì cái câu chuyện thì nó cũng dài lắm. Những ai mình được biết cũng là đến nhận chim thì mình cũng bảo rồi thôi, cứ mang cái hình ảnh với lại mang cái video khi mà nuôi con gì vậy thôi, nhưng mình trong con chim này vậy thôi, cũng có video của nó, cũng có hình ảnh của nó, thế cho nên là thuận duyên các bạn nha. Mọi cái sự việc nó diễn ra ấy, thì nó đều phải có tình có lý các bạn ạ. Cũng chẳng ai là có lòng tham đến mức là khi mà người ta cung cấp đầy đủ video rồi thì những cái khuyết tật hoặc là những cái điểm của một con chim hoặc của một cái thứ gì đó mà lại không cho người ta xin. À vậy thôi, đến cả mình vậy thôi. Mình mà mất cái gì thì mình cung cấp đầy đủ mọi cái thông tin về cái thứ của mình mất thì người ta cũng giải quyết thôi, đến cả pháp luật người ta cũng giải quyết thôi. Nhưng mà cũng may là mình cũng không phải là người trong cuộc. Thế cho nên là bây giờ thì cũng không có dám đàm đạo nhiều, không có dám kể chuyện nhiều. Thôi mình cho con cá ăn nốt một chút đây. Thì Quế cũng gọi mình bảo anh Long ơi, hai anh em mình đi lên nhà cái anh hôm vừa rồi bắt chim một chút với em đi. Thì mình đi cùng với Quế một chút xíu các bạn nhé, xem là cũng nên cái vùng đất đấy xem thế nào. Ở phía xa xa kia có chùa đẹp thế nhỉ. Anh không nghĩ là nơi này lại có rừng núi này, cũng nhiều rừng núi phết đấy. Ở đây đẹp mà. Có núi này, có sông, có hồ này. Nhưng đặc biệt là được cái là rộng rãi. Đường xá nơi đây đẹp đấy. Kiểu như mình gọi là đồng bằng lớn đấy, chứ không phải như mình là khu vực gọi là trung du. Mình đang cùng với Quế hành trình đi lên khu vực Yên Dũng các bạn. Thì đi qua cái nơi này thì thấy cùng ở Bắc Giang mình, thế nhưng mà cái khu vực Yên Dũng này mình cũng chưa thấy là có nhiều đồi núi bao giờ, hay là nó kiểu bén bén khu vực Lục Ngạn, Lục Nam thì chắc là cũng có một thưa một số cái đồi núi thì mình cảm nhận thấy lạ lạ. Đây là khu vực Yên Dũng các bạn ạ, quê mình ạ. Đường nơi này công nhận rộng đẹp thật đấy. Gọi là quê Bắc Giang mình thôi, còn cách mình 450 cây đấy. Thì chắc hẳn các bạn cũng chưa biết cái hành trình anh em mình. Anh em mình thì cũng vừa ở trên chỗ chủ chim chủ nhỉ, chỗ chủ chim về, chủ chim đại bàng, anh bắt được chim về. Nhưng mà hôm nay anh cảm nhận là ngồi trên con xe của chú, đúng là nhân nó không ngồi được xe của chú là phải rồi chú ạ. Trong chanh như các bạn như tưởng tượng như là ngồi ở trên thuyền ở giữa sóng biển như nào, nó như vậy các bạn. Nhưng mà được cái là gầm cao máy thoáng nhỉ, trèo theo lội suối lại là thì tốt, tuyệt vời đấy. Thôi có khả năng thì mình cũng xin phép là kết thúc video ở đây để mình cùng với Quế hành trình đi về thôi các bạn. Nắng mới rát nhỉ. Khả năng em phải thay cái giá này. Anh sợ thấy nó lắm bỏng. Cái giá này là người ta khuyến mại, đâm ra là nó không tốt, nóng lắm. Thôi cái gì nó phải thực tiễn vậy. Về trước này có núi luôn này. Mình chào tất cả các bạn nhé, hẹn các bạn ở video ngày mai.